bà con, quý khách hàng của công ty hạt giống Sen Hồng. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Quý Mão 2023. Lời nói đầu tiên cho phép Như Quỳnh xin được thay mặt cho tất cả anh em trong công ty hạt giống Sen Hồng gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến quý bà con và quý khách hàng đã luôn tin tưởng và luôn đồng hành cùng với công ty hạt giống Sen Hồng trong thời gian qua. Sang năm mới, mong rằng quý bà con và quý khách hàng sẽ luôn tiếp tục đồng hành cũng như ủng hộ các sản phẩm của công ty hạt giống Sen Hồng nhiều nhiều hơn nữa. Và để đáp lại niềm tin của quý bà con và quý khách hàng, anh em công ty hạt giống Sen Hồng sẽ luôn cố gắng nghiên cứu và lai tạo ra những giống mới nhằm mang lại năng suất, hiệu quả và lợi nhuận kinh tế cao nhất cho quý bà con và quý khách hàng. Sau đây, Quỳnh xin được giới thiệu sơ lược về công ty hạt giống Sen Hồng. Kính thưa quý bà con, quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Sen Hồng được tọa lạc tại số 800 đường Cột Cờ, ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công ty được thành lập vào tháng 3 năm 2011. Và tính đến thời điểm hiện tại, công ty hoạt động được hơn 11 năm. Với bề dày phát triển đó, thì công ty hạt giống Sen Hồng đã cho ra thị trường hơn 50 dòng sản phẩm đầy đủ các loại về hạt giống và đã được bạn hàng thương lái trên cả nước ưa chuộng và tin dùng. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Quý Mão 2023. Như Quỳnh xin thay mặt cho tất cả anh chị em trong công ty hạt giống Sen Hồng xin kính chúc quý bà con, quý khách hàng cùng tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Và vẫn là câu nói quen thuộc, chúc quý bà con luôn được trúng mùa trúng giá và luôn đồng hành cùng với hạt giống Sen Hồng. Hạt giống Sen Hồng chúc mừng.